Volkswagen Villaran sẽ là một trong những mẫu xe mới ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Theo thông tin từ đại lý, xe sẽ được giao trong quý một năm sau với hai phiên bản gồm Comfort và Highline, với giá dự kiến từ 1 tỷ 9. Về phía Volkswagen, thương hiệu Đức vẫn chưa có động thái hé lộ nào về Villaran, sắp bán và cũng chưa xác nhận thông tin này. Theo như những gì tư vấn bán hàng chào khách đặt cọc, Comfort sẽ là bản tiêu chuẩn, còn Highline sẽ là bản cao cấp nhất tên gọi chính xác của phiên bản có thể thay đổi ở thời điểm ra mắt. Đến nay, người bán tiếp tục hé lộ thêm nhiều trang bị của cả hai phiên bản Valorant Comfort và Highlight. Theo đó, về ngoại thất, hai phiên bản này có nhiều điểm tương đồng. Khác biệt nằm ở bộ mâm 19 in trên bản Comfort và 20 in trên bản Highlight. Hệ thống Light, hay còn gọi là LED ma trận có trên bản Highlight, còn bản Comfort là đèn chiếu sáng LED thường. Cửa hông dạng trượt đóng mở điện. Kích thước tổng thể của xe bán tại Việt Nam sẽ là dài 5.346mm, rộng 1.976mm, cao 1.781mm, cùng trục cơ sở 3.180mm. Chiều dài tổng thể và trục cơ sở của Villaran nhỉnh hơn so với Carnival. Villaran tại Việt Nam lộ nhiều trang bị trước ra mắt, bản base nhiều công nghệ xịn, dễ hiểu vì sao đắt hơn Carnival. Xe cũng có kích thước nhỉnh hơn các đối thủ trong phân khúc. Ở bên trong, Villaran sẽ có nhiều trang bị cao cấp như buồng lái ảo màn hình sau vô lăng, ghế tích hợp sưởi, làm mát và mát xa, cửa sổ trời toàn cảnh. Nội thất xe bố trí 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi, trong đó hai ghế giữa thiết kế kiểu thương gia với tựa tay và đệm chân. Trang bị nội thất Villaran tại Việt Nam sẽ hiện đại tương đồng với bản bán tại Trung Quốc. Về trang bị vận hành, cả hai phiên bản sẽ dùng chung một loại động cơ 2 lít tăng áp, công suất 220 mã lực và mô xoắn 350 Nm kết hợp hộp số DSG 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Sức mạnh này nằm giữa hai phiên bản Diesel và xăng của Carnival. Công nghệ an toàn trên Villaran khá đầy đủ ngay từ bản tiêu chuẩn. Bản cơm phớt dự kiến sẽ có các tính năng an toàn tiên tiến như cảnh báo người lái mất tập trung, cảnh báo va chạm sớm và hỗ trợ phanh khẩn cấp, ga tự động thích ứng thông minh, cùng cảm biến va chạm trước sau camera 360 độ và tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động. Bản Highline có thêm tính năng hỗ trợ chuyển làn đường. Số túi khí trên hai bản Comfort và Highline tương ứng là 7 và 9 túi khí. Nhìn qua những trang bị cơ bản như vậy, có thể thấy Viloran có nhiều công nghệ, tính năng hiện đại, ngay từ phiên bản tiêu chuẩn. Mức giá dự kiến từ 1 tỷ 9 do đó, cũng không có gì ngạc nhiên với một mẫu xe nhập khẩu của Volkswagen. Giá niêm yết ban đầu của những dòng sản phẩm khác như Tiguan Allspace, Teramont cho đến xe nhỏ như Virtus, T-Cross cũng cao vượt so với phân khúc phổ thông. Xét về phân khúc, Villaran trung mầm với Kia Carnival và Hyundai Castin. Tuy nhiên, xét về giá bán, nếu đúng như dự kiến, Villaran sẽ chỉ cạnh tranh được với Carnival.